Như vậy là chúng ta đã gặp cặp đôi đầu tiên rất là dễ thương, có thành công rồi, thành công rồi về tất cả mọi thứ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ gặp cặp đôi thứ hai để xem có giống cặp đôi đầu tiên không nhé. Hy vọng là anh em chúng ta sẽ thành công. Xin mời chàng trai. Sao mà ồ to quá vậy? Xin chào giám đốc. Xin chào anh Nguyên Linh. Lịch lãm, bạn lúc nào cũng mặc đồ vest thế này à? Tại công việc của em là một nhân viên tư vấn về tài chính, nên đây là trang phục hàng ngày đi làm của em. Bạn tên là gì? Em tự giới thiệu, em tên là Ngô Đức Đại. Đại, à, tên dữ nha. Bạn bao nhiêu tuổi? Năm nay em 22 tuổi. 22 tuổi mà làm nghề tư vấn tài chính cũng khá giỏi đấy các Tường ơi. Nghe sơ lược, nghe anh diễn tả và nghe bạn ấy tự giới thiệu thì em hình dung bước đầu là phong cách và ngoại hình rất là chuẩn đúng không anh? Đúng rồi. Rất là chuẩn phải không? Rồi bây giờ bình tĩnh chờ em một chút xíu nha. Em coi bạn gái em hôm nay có chuẩn không nha. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Tên là Phương Uyên. Phương Uyên, dạ. Em bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 21 tuổi, hiện tại em đang là sinh viên năm tư của trường đại học sư phạm ngành tiếng Pháp. Vậy là nói tiếng Pháp giỏi lắm phải không? Dạ. Nói thử một câu tiếng Pháp chào mọi người đi. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Em có thể giới thiệu đôi điều với tất cả mọi người về bản thân em, về cuộc sống, quan điểm, sở thích hay là công việc hiện tại của em chẳng hạn? Dạ nhìn em dịu dàng vậy chứ em không có dịu dàng đâu chị. Tại vì bạn bè em và mấy anh chị trong chương trình khuyên là em nên mặc đồ dịu dàng xíu để dễ kiếm người yêu. Thật ra trong người em mà không có dịu dàng em rất là bạo động đúng không? Nghe em chưa? Em rung quá. Bên ngoài là dịu dàng là tại vì người ta chỉ mặc dịu dàng để dễ kiếm người yêu thôi, chứ còn bên trong là rất nổi loạn. Em có thích người bạn của em có tính nổi loạn không? Em rất thích những người bạn của em có tính năng động và nổi loạn. Với cái tính cách em rất là chững chạc thế này em lại thích nổi loạn à? Đây chỉ là chững chạc bên bề ngoài về hình thức của em thôi, thì tự em rất năng động và nổi loạn. Vậy là em sống hơi giả dối. Không phải là giả dối mà đó là công việc áp đặt em phải làm như vậy. Còn ngoài công việc ra cũng thua kém bạn nữ. Sở thích của em là gì? Sở thích của em là cuối tuần có thể là đi câu cá, thả diều cùng bạn bè. Thích trồng hoa và nuôi cá. Đặc biệt có sở thích là nuôi chó và bắt lông chó. Thích nuôi chó bắt lông chó là sao kỳ lạ vậy? Ngồi chải lông cho chó. Ủa mà anh Linh ơi, em thấy rất là hiện đại mà sao bây giờ nghe sở thích giống ông già vậy? Trời. Cái gì mà trồng hoa rồi cái... câu cá gì tùm lum hết trơn vậy? Già có 70 tuổi mà có tật mà bứt lông chó đó. Đủ mai mốt em về em chải đầu cho vợ em làm sao? Em có sở thích là vuốt tóc phụ nữ tóc dài. Bên đây không có lông dài để vuốt đâu nha. Bên đây là vừa thôi. Em trời ơi. Trang phục của em thì rất là dịu dàng nhưng em rất là năng động. Và ngoài cái điều đó ra thì cái sở thích của em là cái gì? Dạ em thích ca hát, nhảy và đặc biệt em rất thích diễn kịch. Hiện tại em đang tham gia một nhóm kịch nhỏ chuyên đi diễn ở các quán cà phê chị. Thường thì khi em đóng kịch thì em phù hợp những cái vai nào? Em thích diễn những cái vai đanh đá xéo sắc đó chị. Chị thấy em trả lời, chị thấy em đã xéo sắc với chị rồi. Em nói mà em lý khuấy chị dữ vậy trời, chị sợ quá à. Em nghĩ là bên kia chắc không có theo đuổi bên đây nổi đâu á. Chứ bên đây là dữ dằn lắm đó nha anh Linh. Bạn có thích bạn gái của bạn là nghệ sĩ không? Em có thích người của em là người nghệ sĩ. Đặc biệt là có thể là trình diễn như là ca hát, hoặc là nếu bạn diễn kịch thì em đó, em và Dinh em có anh chị em thì cuối tuần thường đi coi kịch và đặc biệt là kịch ma. Bạn bên kia có đóng vai ma được không? Dạ được. Dạ được luôn. Sao hợp lý dữ vậy ta? Anh hỏi em là em sợ điều gì nhất trong tình yêu? Em sợ điều là yếu đuối trong tình yêu. Có thể là như là bị người yêu đá. Bị người yêu đá? Em có từng bao giờ bị người yêu đá chưa? Chưa bao giờ, em toàn đá người ta. Trời ơi. Em đá người ta không? Nghe dữ lắm nha. Tự tin quá. Em bên... để bên đây em có em hồi đó giờ em đá người ta hay người ta đá em? Đá người ta không chị? Rồi hai bên cũng đá luôn. Hai bên đá qua đá lại coi ai chết trước cái tiền. Ủa sao ác như vậy em, anh hỏi thật nè. Em quen người ta em cứ đá người ta hoài vậy? Em đá mấy người rồi? Hiện tại là 5 người. Đá 5 người rồi. Lý do tại sao em đá có biết không?
Thứ nhất là không hợp, thứ hai là có thể là không tiến tới sâu nữa, thứ ba là em không thích nữa là em đá. Trời đất ơi, không thích là đá hả? Trời ơi, cái gì mà không có đạo đức hạnh kiểm gì vậy trời. Cái gì không thích là đá là sao? Hơi em căng rồi nha. Bây giờ bên đây nè, tôi hỏi nè, em đá mấy người rồi? Dạ, 7. 7 người? Tại sao em đá? Dạ, tại em thấy không hợp nhau, quen nhau chỉ tốn thời gian thôi, bây giờ thôi kết thúc sớm bớt đau khổ. Kết thúc sớm bớt đau khổ. Quan điểm người đàn ông em thích là như thế nào? Dạ, em thích một người cao ráo đẹp trai. Cao không? Bên kia có cao không hay là có ráo thôi? Cao. Rồi. Nói chung là lịch lãm. Tiếp. Yêu thú vật. Yêu chó được không? Dạ được. Rồi, yêu thú vật, bên đây yêu chó là bên đây chịu rồi đó. Đúng rồi. Rồi gì nữa? Đặc biệt là môi cong xíu, em thích trai môi cong. Môi cong là môi sao em? Em cũng không biết diễn tả sao nữa chị. Môi cong, bên đó môi có cong không? Môi bên đây không có cong mà môi dảnh. Dảnh lên hay dảnh xuống? Dảnh xuống. Cái đó ta kêu là sệ ông ơi. Dảnh thì phải dảnh lên chứ, dảnh mà dảnh xuống là dảnh sao? Ủa mà tại sao lại thích môi cong là sao em? Tại em thấy nó quyến rũ sao chị? Môi cong quyến rũ? Chị chưa thấy môi cong quyến rũ ở chỗ nào hết trơn nha. Môi này hơi cũng dảnh nhưng mà hơi sức. Nó chơi chứ giống là anh Julie lắm nha em nha. Đừng có đùa nha. Với lại có kinh nghiệm hôn. Hả? Dạ có kinh nghiệm hôn chị. Có kinh nghiệm hôn? Dạ. Có nghĩa là cái môi cong là có kinh nghiệm hôn hả? Dạ dạ. Môi cong là có kinh nghiệm hôn. Bên đó có kinh nghiệm hôn không? Sao tôi sốc với nhân vật bên kia quá ta? Anh lên có kinh nghiệm hôn không? Có không? Cho em hỏi là bạn nghĩ mình quen năm bạn gái thì có kinh nghiệm hôn hay không? Vậy bạn nghĩ mình quen 7 người rồi có kinh nghiệm hôn hay không? Trời ơi, tôi không thể nào mà ngồi yên một chỗ được nữa, tôi phải đứng lên thôi. Trời ơi là trời, quá sốc luôn, sốc như con ốc. Bây giờ sao đây? Bây giờ để tôi coi cái môi này dảnh lên hay dảnh xuống nha. Đâu, dảnh như thế nào? Ủa, đâu có dảnh gì đâu. Cái này môi dưới hơi dày, y như cái miếng dưa mắm vậy đó. Cái này hôn chắc đụng răng quá. Môi trên không thấy mà thấy môi dưới không à. Em quay mặt rồi chị nhìn cái coi. Đúng là giống Hàn Quốc thiệt. Ồ, tối qua mất ngủ hả em? Dạ, tối qua em đi chơi về khuya khoảng... Tại thấy cái bụng trên lỗ mũi bự quá. Dạ, đó là bụng từ nhỏ vậy. Vậy hả? Mộng dạ. Bụng bẩm sinh. Dạ, người ta nói là em có cái bụng ở giữa khuôn mặt là một người có cái tướng tài, sau này cũng thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh. Rất là tự tin, chị rất là ấn tượng về em. Mà chị rất là không có cơ hội nào để hung thử em có kinh nghiệm cỡ nào không? Được em, chị thấy được đó. Ơi, hay da, mà em lo quá, không biết cái cặp này bây giờ ở với nhau rồi nó sẽ đi về đâu nữa trời. Anh ơi, thiệt nó đánh chành nhà cửa hết quá. Không biết là em muốn gặp cô kia không, chứ thật sự anh cũng rất muốn gặp cô kia. Bởi vì anh rất ấn tượng khi mà nghe bên kia phát biểu. Để xem nha. Nè. Hồi đó giờ á, anh cũng gặp nhiều cặp tình nhân lắm rồi, cũng nghe trải nghiệm tình yêu nhiều lắm rồi. Nhưng đây lần đầu tiên là gặp cái trải nghiệm tình yêu nó sốc như cái nóc. Để xem. Ủa sao người khác với tiếng nói ta? Em lên tiếng chào. Gương mặt khác với phát biểu. Dễ thương. Nhìn đâu có sốc, mà nói hơi sốc. Giữa cái lời nói và cái con người hình như khác nhau. Quan trọng là ánh mắt, tức là cảm nhận như thế nào. Nhưng mà anh Linh ơi, em nghĩ đối với cặp đôi này mình không cần phải nói nhiều, mà để họ tự coi như là sốc với nhau đi anh. Em thấy là coi như cả hai đang sẵn sàng nghênh chiến với nhau dữ lắm đó anh. Mình cứ để cho họ mặt đối mặt đi anh. Mình coi bên nào đá bên nào dữ hơn anh. Để coi ai đá ai. Nào, chuẩn bị. Anh nghĩ rằng đây là hai tính cách phải nói rất là đặc biệt, cá tính rất là mạnh. Nào, mời màn kéo lên. Chúng ta sẽ có 2 phút. Cuộc thi đá bắt đầu. Quan điểm về của mình tình yêu là 3 vị trí mình sắp đặt lên hàng đầu: gia đình, bạn bè, sau đó mới người yêu.
quan điểm của mình là bạn bè là trước, sau đó thì mình nếu bạn bè phát triển hơn thì mình tiến sâu theo người yêu hơn. Còn nếu người yêu lúc đầu mà không được hiệu quả gì cũng như bạn, là có thể là bạn là người thứ sáu mình bị, mình có thể mình đá bạn là người thứ sáu, có thể là mình là người thứ tám của bạn. Anh nổi da gà hết trơn anh Linh, anh nổi như Dựng Long. Quê bạn ở đâu? Quê ở Tiền Giang. Nhà bạn có bao nhiêu anh chị em? Hai người. Bạn là con thứ mấy? Con cả. Bạn có thích nấu ăn không? Không. Bạn có, nếu mà sau này mà bạn có bạn trai về, có người yêu, có chồng về, bạn có nấu đồ ăn cho chồng ăn không? Sẽ cố gắng, nhưng mà ăn được hay không là do người đó. Rất là thẳng rồi, tới bên hỏi bạn hỏi hoài vậy. Ok, cảm ơn. Bạn nghĩ sao về việc mình có nhiều người bạn thân là bạn trai? Bình thường. Bạn nghĩ công việc của bạn có bận rộn không để thể lo cho mình? Bận rộn hay không là do mình, chứ không phải do công việc. Hết giờ. Cho thêm 30 phút nữa. Cho thêm 1 phút nữa. Hết giờ. Cho thêm phút nữa, cặp này hấp dẫn quá. Anh kỳ quá. Thêm phút. Nhanh. Bắt đầu. Bạn có phải là một người cổ hủ gia trưởng? Bạn nghĩ bạn ngồi với mình thì mình thích cổ hủ hay không? Nếu mà làm cho công việc ngành tài chính thì chắc là cũng không cổ hủ lắm. Nhưng mà bà cảm nhận thế nào về bạn này? Bạn này đẹp trai cũng được. Cũng được là cũng có thể đá. Thôi thôi không nói nữa. Thôi nó hết giờ rồi, anh càng mà để nói, thời gian lâu rồi nói một hồi thì em xỉu luôn. Rồi bây giờ các bạn sẽ có 3 khác biệt. Nhấn nút. Bị. 3 2 1 1 Dạ, nếu mà em thấy có cái gì có nguy cơ là em đã trước. Đó, dạ. Thấy chưa biết mà. Lý do tại sao bạn lại nhấn nút? Em muốn là xem thử là mình bị đá trước hay là bạn bị đá trước. Và em muốn thử là kinh nghiệm 5 lần hôn bạn gái thì lần thứ 6 thì đáp ứng được môi công của bạn chưa? Bạn gái. Em nói nhỏ nha. Em lát nữa chị xin số điện thoại của em. Rồi em hôn xong rồi cảm giác sao em báo cho chị biết nha. Để chị coi cái môi công nó làm sao. Không, em chưa hôn ai môi công hết trơn á. Anh nói ví dụ giờ đố hai bạn dám hôn nhau không? Nếu bạn nữ không ngại thì ngại gì nam không thử. Bạn dám ôm hôn đại không? Đức đại mà làm đại luôn. Không. Trời, không. Một cái từ không là không không còn nói năng gì nữa cả. Những cái cặp mà đến đây để hẹn hò thì tôi bao giờ cũng mong muốn các bạn đến với nhau. Nhưng cặp này thì có lẽ là tôi nghĩ ngược lại. Nhưng cuối cùng cái kết quả tôi nghĩ không mong muốn là các bạn lại muốn càng hẹn hò với nhau. Cặp này chắc chắn sóc gặp sóc sẽ tóc nóc. Và bây giờ thay mặt chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò sẽ tặng hai bạn vé đi xem phim. Và hy vọng rằng là khi hai bạn ngồi xem phim thì có gặp phim của Nguyên. Mời hai bạn cùng nhau xem phim. Nhớ có gì điện thoại liên lạc thông tin cho chị biết nha em. Coi là ai đá ai rồi sao gì đó cho chị hay nha. Rồi cảm ơn hai em rất là nhiều. Anh nói thiệt với em, anh bây giờ anh cũng đang sững sờ đó. Em có tin rằng họ đi vào rạp xem phim không ha? Họ đánh nhau ngoài kia. Kính thưa quý vị, trong tình yêu thì khó có thể nói được nó muôn màu muôn vẻ. Đôi khi rất là dịu dàng, lãng mạn, đôi khi cũng rất là sốc. Và biết đâu được, có đôi khi những người hay cãi nhau, lấy nhau đó, yêu nhau, sống với nhau trọn đời, trọn kiếp. Đúng là như vậy. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò luôn luôn có giây phút như vậy quý vị. Luôn luôn có những cuộc trải nghiệm hết sức là bất ngờ và đôi khi cũng rất là sốc. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật hàng tuần trên HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ Quyền Linh và Cát Tường xin chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Cái tính cách của em á là giống như muốn dạ người ta, cho nên nhiều khi người ta không có thích à. Bạn có thích ra lệnh không? Dạ cũng, dạ thích. Bạn thích luôn. Vậy hai người gặp nhau, hai người ra lệnh ai nghe? Anh Quyền Linh nghe. Có chút gục rè nữa. Gục rè. Gục rè. Ủa bạn, người ở Bình Dương hả?
Mà sao nó giọng giống miền Tây quá vậy? Ba em là người quê ở Bình Dương mà em là người Thanh Hóa. Ông có liên quan gì một kẻ chứ? Em không phải là do em biến thái đâu. Nhưng mà gì? Chị đâu có nói em biến thái gì đâu mà em tự thân em biến thái vậy trời. Thế là đi ra ngoài em thấy con chó này. Nói chung là thấy chó là em. Khi nào mà em ra đường mà em thấy trai mà em. Đó, là lúc đó phải là ok. Vì anh đi cơ thương hiệu đấy, nhưng mà vấn đề ở đây là bên nhà sang rồi nhưng mà chưa được đi những bay biển đẹp, những quán nước với những cô gái xinh quá là bực mình, và mây nó lại đi vắng.